Bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1 năm 2024, các địa phương trên cả nước đã đồng loạt triển khai chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2. Việc chi trả gộp tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đã nhận được sự ủng hộ của người dân. Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành đã phối hợp với ngành bưu điện tích cực tuyên truyền thực hiện các hình thức chi trả linh hoạt như chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả tại nhà, chi trả qua tài khoản cá nhân. Như vậy, hơn 3,3 triệu người sẽ nhận được lương hưu và trợ cấp trong đợt gộp tháng 1 và tháng 2. Việc chi trả sớm và gộp 2 tháng lương tạo điều kiện cho người nghỉ hưu có thể vui xuân đón Tết tốt hơn. Dự kiến với đợt phát lương hưu này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ chi khoảng 36.000 tỷ đồng cho người nhận lương hưu. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về quê đón Tết Giáp Thìn 2024, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã tổ chức chạy thêm 8 chuyến tàu để tăng thêm hơn 4.000 chỗ. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ chạy thêm tàu SE32 từ Sài Gòn đến Hà Nội ngày 24-25 tháng 1 nhằm ngày 14-15 tháng Chạp, tàu SE11 từ Hà Nội đến Sài Gòn ngày 26-27 tháng 1 nhằm ngày 16-17 tháng Chạp, tàu SE25 từ Quảng Ngãi và tàu SE29 từ Quy Nhơn về Sài Gòn ngày 20-21 tháng 2 nhằm ngày 11-12 tháng Giêng. Đại diện Đường sắt Sài Gòn thông tin thêm, sau hơn 2 tháng mở bán, đã có trên 152.000 vé tàu dịp Tết Nguyên đán đã bán. Hiện nay vé tàu dịp trước Tết còn ở tất cả các tuyến, trong đó từ ngày 1 tháng 2 trở về trước và ngày 8-9 tháng 2, nhằm ngày 22 tháng Chạp trở về trước và ngày 29-30 tháng Chạp còn vé đi tất cả các ga. Các ngày từ 2 tháng 2 đến 7 tháng 2 còn ít vé. Sau Tết từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 2, nhằm ngày 6 đến ngày 8 tháng Giêng còn ít vé. Các ngày khác còn nhiều vé đi tất cả các ga. Thưa quý vị, tiêu chuẩn ISO là các quy tắc được chuẩn hóa quốc tế giúp cho các tổ chức doanh nghiệp nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Trong quá trình hội nhập quốc tế, nhiều doanh nghiệp đã tự đổi mới và nỗ lực để đạt được chuẩn ISO. ISO là hệ thống các quy tắc được chuẩn hóa quốc tế, trong đó ISO 9001-2015 và ISO IEC 27001-2013 là các tiêu chuẩn được nhiều doanh nghiệp đặt mục tiêu phấn đấu để có hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý an toàn thông tin. Đây sẽ là tiền đề rất quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế cho doanh nghiệp. Tiêu chuẩn ISO thì là một tiêu chuẩn quốc tế và được công nhận trên toàn cầu. Nên nếu mà doanh nghiệp đạt được chứng nhận ISO, nó giống như là một cái giấy thông hành cho các bạn, cũng như là thông báo với lại các đối tác, các đơn vị trong chuỗi cung ứng rằng là các bạn đã đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế đưa ra. Khi doanh nghiệp đạt được chứng chỉ ISO, đồng nghĩa với doanh nghiệp có hệ thống vận hành đủ tốt, đảm bảo tiêu chuẩn để kinh doanh liên tục, là nền tảng để doanh nghiệp có thể mở rộng về thị trường kinh doanh, mở rộng về quy mô doanh nghiệp và mở rộng về giá trị vốn hóa. Khi doanh nghiệp đạt chuẩn ISO sẽ tạo dựng được thương hiệu và uy tín trên thị trường. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải thường xuyên đổi mới để hoàn thiện hệ thống quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dựng lòng tin với khách hàng, nhất là những doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua công nghệ bất động sản PropTech. Tết Giáp Thìn 2024 là thời điểm người dân được nghỉ khá dài. Bên cạnh việc đón Tết tại nhà thì rất nhiều người chọn đi du lịch. Vì thế, các đơn vị lữ hành đã không ngừng thiết kế các sản phẩm du lịch hấp dẫn và độc đáo. Đây là thời điểm kỳ vọng sự bứt phá của ngành du lịch, khởi đầu năm 2024 nhiều thành công. Những ngày này, các điểm đến, các danh thắng di tích trên cả nước đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón khách vào dịp Tết Nguyên đán 2024. Văn miếu Quốc Tử Giám tại Hà Nội cũng đã hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng và có những kế hoạch cụ thể cho du lịch Tết. Để chuẩn bị cho đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thì trong thời gian qua chúng tôi đã chủ động tích cực các cái công việc chuẩn bị cả về mặt nội dung các cái hoạt động cũng như là trang trí cảnh quan môi trường và công tác an ninh trật tự. Thế thì đặc biệt là trong năm 2024 này thì để chuẩn bị cho Tết Giáp Thìn thì chúng tôi tổ chức hàng loạt các cái hoạt động triển lãm trưng bày liên quan đến việc phát huy giá trị của di tích văn miếu Quốc Tử Giám. Anh Ngọc Minh thuộc đơn vị lữ hành Ngọc Minh Travel cũng đang tất bật tư vấn và chốt tour cho khách có nhu cầu du lịch trước, trong và sau Tết. Suy giảm kinh tế cho nên là các hãng bay đã cắt giảm đi khá là nhiều chuyến, giá vé tăng cao, kéo theo cái giá tour nó sẽ cao hơn so với các năm. Cho nên là mọi người sẽ có xu hướng là
đi sang các tour quốc tế lân cận. Tôi đánh giá năm nay là một năm khá là khó khăn cho du lịch nội địa. Hy vọng là lãnh đạo, sở, ban ngành và địa phương có những chính sách kích cầu thu hút du lịch nội địa. Sắp tới dịp nghỉ Tết Nguyên đán nên là mình cũng cùng với lại gia đình cũng đang tìm hiểu các tour đi du lịch trong Tết. Thì hiện tại mình và gia đình cũng đã đang tìm hiểu một số khu du lịch. Tuy nhiên thì năm nay giá vé đang khá là cao và thay vì mình nghĩ là thay vì đi du lịch ở những nơi xa như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng với mức giá vé cao như thế thì mình sẽ đi lựa chọn ở những khu du lịch ở gần Hà Nội hơn. Tết Nguyên đán là dịp nghỉ dài. Đây cũng là thời điểm thích hợp cho các đơn vị lữ hành và các điểm đến khởi động một năm du lịch với những tín hiệu tích cực. Du lịch Việt đang rất kỳ vọng về sự bứt phá trong năm 2024. Chiều nay, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động và họp báo về hai cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội năm 2024 và sáng tác ca khúc về phụ nữ người mẹ Việt Nam. Cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội năm 2024 là hoạt động cụ thể hóa khâu đột phá, đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chủ đề năm 2024, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội. Những sản phẩm, giải pháp ứng dụng các phần mềm, công cụ kỹ thuật số, nền tảng số, thiết kế liên quan đến nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt tại chi hội, tổ phụ nữ đều có thể tham gia và được lựa chọn xét giải. Cơ cấu giải bao gồm một giải đặc biệt, 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và các giải chuyên đề. Cuộc thi được diễn ra trên quy mô toàn quốc từ ngày 5 tháng 1 và được công bố trao giải thưởng vào ngày 18 tháng 5 năm 2024. Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật và Hội nhạc sĩ Việt Nam đã phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về phụ nữ, người mẹ Việt Nam. Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024. Cơ cấu giải gồm 40 giải thưởng, trong đó có một giải đặc biệt, 2 giải nhất, 3 giải nhì và 5 giải ba.